Em xin chào các bác đã trở lại với kênh xe ô tô cũ giá tốt của chúng em hôm nay. Thì em xin được phép giới thiệu cho các bác với một chiếc xe Toyota Croatis với giá chỉ trên 200 triệu thì các bác đã sử dụng được và sở hữu một em Croatis với số sàn, hộp số sàn các bác nhé. Phân khúc hạng C, hộp số sàn, máy 1.8G khá là tiết kiệm nguyên liệu. Đấy, xe với tông màu chủ bạc và màu bạc. Xe được trang bị là gì? Toàn bộ 4 phanh ABS vành đúc, rồi vô lăng tích hợp đã lên màn Android, tính giải trí cực kỳ cao, giá chỉ trên 200 triệu thôi. Và bác nào có nguyện vọng mua xe thì hãy alo cho em theo số điện thoại 056403 9999 để được em tư vấn, giải đáp cũng như mọi thủ tục pháp lý các bác nhé. Cụ thể thì em sẽ cùng các bác đi từng phần của xe. Và đây là các bác cùng em cảm nhận cái đèn pha của xe Croatis. Còn khá là mới, xe hình như đâu đấy đi được chục vạn thôi. Cũng như đèn gầm còn khá là mới, cùng với biển Hà Nội cực kỳ đẹp tươi rồi. Đây các bác nhìn đây. Khở 90428, biển rất tươi và đẹp các bác nhá. Không tử. Đấy, và mãi phát thôi. Mặt ca lăng nhìn giá là đẹp. Thời xưa cái mặt ca lăng này gọi là tuyệt vời luôn đấy. Nhìn rất khỏe khoắn luôn. Các bác ạ, nhìn thấy chưa? Logo sáng bóng luôn. Cả hai đèn độ sáng trong còn khá là cao như nhau. Và xe được trang bị toàn bộ là vành đúc các bác nhá. Phanh đĩa, má phanh còn rất chi là dày, cùng như toàn bộ lốp mới, nên các bác không cần phải lo lắng là chi phí thêm vào để bảo dưỡng lốp các bạn. Xe được trang bị đèn tích hợp xi nhan ở sườn, cùng như toàn bộ là tay lắm đã được mạ chrome rồi nên rất khỏe khoắn. Còn phía sau này là cụm đèn hậu của xe. Đây, còn khá là mới này. Cùng với phiên bản 1.8 này, G này, logo Toyota mang tên Croatis. Và bây giờ thì em sẽ cùng các bác, xe có trang bị là cam lùi các bác nhé. Biển Hà Nội rất là tươi. Và phía dưới này là cốp của xe. Cốp của Croatis phân khúc hạng C này khá là rộng các bạn. Rất là rộng, xung quanh toàn lì. Đấy, và tất cả những con ốc của lắp cốp cũng như là đường keo chỉ chạy vòng quanh là zin, không hề mất một phân nào các bạn ạ. Và phía trong này thì cốp khá là rộng, có thể để 2-3 vali tầm tựa chung, rất tuyệt vời. Phía dưới này là lốp sơ cua dự phòng, cùng như toàn bộ vật dụng đầy đủ hết các bác nhé. Đời 2006 như này là quá tuyệt vời rồi. Các bác mua về chỉ việc sử dụng thôi, em chẳng chê điểm gì cả. Đấy, đẹp, xuất sắc. Nhìn sơn xi bên ngoài rất chi là tuyệt vời. Không cần phải về làm thêm gì đó, chỉ việc về sử dụng. Và đây là táp ly của cánh cửa phụ. Bên lái cả bốn cánh đều zin như nhau, không hề chảy xước. Kết hợp nhựa với cả da xịn của nó nhé. Ghế là ghế da xịn các bác nhá, ghế da xịn. Ngồi khá là êm mái. Đây, nếu hàng ghế sau thì các bác có thể hạ này xuống khi hai người ngồi thì tay rất tuyệt vời luôn. Lại còn vừa đây, lấy để nước lét đầy đủ hết các bác nhé. Vào một khoảng không gian sau dùng để cho các bác có thể để đồ cho các bác ngồi sau. Túi vali hành lý cỡ nhỏ thôi, bây giờ là túi tét cam két quýt mít dừa gì đấy. Thảm nhựa rất sạch sẽ, bệ từ tay cũng như toàn bộ lưng ghế sau là rất tuyệt vời, sạch sẽ luôn. Toàn bộ cánh cửa là zin theo năm tháng các bác nhá, nên các bác yên tâm về xe. Đây, cánh cửa phụ bên lái táp ly rất sạch bóng, không chảy xước gì cả, cũng như là toàn bộ là táp lô bên trong sạch sẽ, ngăn lắp vô lăng bốn chấu các bác ạ. Không gian sạch sẽ, chìa khóa điện tử nhá, chìa khóa điện cùng với màn OLED rất sang chảnh luôn. Đấy các bác nhìn đây, không chê được gì với một em phân khúc này 6 mà chỉ có hơn 200 triệu thì chẳng có gì các bác có phải suy nghĩ cả. Hãy bỏ SH đi và hãy mua em này cho em. Cực kỳ rộng rãi, sạch sẽ, sang ăn như người các bác nhé. Sang ăn như người, ăn như SH thôi. Đấy, quá tuyệt vời. Không chê điểm gì các bác ạ. Rất đẹp, cũng để các bác đáng để sưu tầm ấy. Rất tuyệt vời. Và đây thì em sẽ cùng các bác đi chiêm ngưỡng qua khoang ghế ngồi lái. Toàn bộ nút điều khiển tổng còn khá là đẹp, xuất sắc,
không chảy móc gì cả, hoạt động cực kỳ tốt các bác nhá. Cũng như là chỉnh gương này, gương bên trong này, cảm biến chìa khóa này, ghế da này, độ căng cực cao, có bơm ghế này các bác nhá, có chế độ bơm ghế đầy đủ hết. Đây, vô lăng tích hợp này, tăng giảm này. Đấy các bác thấy chưa, tích hợp trên vô lăng hết rồi, toàn bộ phím hoạt động cực kỳ tốt nhá. Đấy, em ấn cho các bác xem này, xanh xét đầy đủ, hoạt động cực tốt các bác nhá, điều chỉnh hướng gió đầy đủ hết, lấy gió trong gió ngoài, AC này, hoạt động cực tốt các bạn. Với giá tầm tiền chỉ đâu đó có hơn 200 triệu thôi thì các bác đã sở hữu được một em Corolla Tích phân khúc hạng C, số sàn đấy, hộp số tự động 6 số sàn 6 cấp, rất tuyệt vời, phanh tay tỉ tay, không gian rất sạch sẽ. Và bây giờ thì em sẽ cùng các bác đi chìm ngẫm qua máy động cơ của em 1.8 này có êm mái hay không nhá, vận hành trơn tru hay không. Vào đây, không chê điểm gì cả, quá đẹp các bạn, biển Hà Nội tươi rồi. Các bác ở tỉnh muốn mua xe thì em cũng sẵn sàng rút hồ sơ để cho các bác về bấm biển sang tên tỉnh các bác nhá. Đây các bác nhìn xem, đấy, keo chỉ nguyên zin, máy chạy êm thin thít, lốp nhựa ốp giảm nóng hai chấn của lắp cabo còn zin. Đây máy nổ im thin thít các bác nhá, không gian đồng đều theo thời gian các bạn, rất tuyệt vời luôn, không chê điểm gì cả. Với 200 triệu thôi là các bác đã có được một chiếc ô tô của hãng Toyota nhá, của hãng Toyota Nhật rồi. Chỉ có hơn 200 triệu là các bác đã sở hữu được một em Toyota của Nhật rồi, quá tuyệt vời và xuất sắc. Bác nào có nguyện vọng mua xe thì hãy alo cho em theo số điện thoại 0564039999 để được trả giá mặc cả, cũng như là giới thiệu khách cho em. Em bán được em cũng sẵn sàng là gửi bác tiền lúc thuốc trà đá trà đủng các bác nhé. Nên các bác yên tâm là mua xe bên em rẻ, hợp lý, mà đại khai là hồ sơ pháp lý rõ ràng, mọi thủ tục sang tên bên em sẽ hỗ trợ hoặc lo cho các bác tùy theo thỏa thuận của hai bên các bác nhé. Cuối buổi video em xin chúc sức khỏe các bác, mong rằng các bác hãy giúp like kênh xe ô tô cũ giao tốt của chúng em để được biết về những chiếc xe siêu phẩm bên em mới về, cũng như dòng đời giá trị tiền. Em xin chân thành và cảm ơn các bác rất nhiều.